Thưa quý vị, sau nhiều tháng phát động cuộc thi và thực hiện công tác tuyển sinh, vào ngày 19 tháng 8 tại Thành phố Hồ Chí Minh, ban tổ chức đã chính thức công bố chương trình truyền hình thực tế Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Đây là một trong số ít các cuộc thi sắc đẹp mang tầm quốc tế nhận được sự quan tâm của đông đảo công chúng. Điểm khác biệt năm nay là cuộc thi được thể hiện qua hình thức show thực tế, được phát trên nhiều kênh truyền hình nhằm thử thách các thí sinh đưa hình ảnh các cô gái đến gần với khán giả hơn. Có mặt tại buổi họp báo là nhiều hoa hậu, người đẹp nổi tiếng, đương kim hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam Phạm Hương, hoa hậu Dominica Gracissa Molina, nữ hoàng sắc đẹp Mỹ Latin 2016, á hậu Hoàn vũ Lệ Hằng, hoa khôi áo dài Diệu Ngọc, hoa hậu Phạm Hương và á hậu Lệ Hằng sẽ đồng hành cùng cuộc thi trong vai trò người đồng hành và truyền cảm hứng. Vòng sơ khảo sẽ được diễn ra từ ngày 6 tháng 9 tới ngày 7 tháng 9 tại Hà Nội và 10 tháng 9 đến 11 tháng 9 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Vòng bán kết sẽ diễn ra từ ngày 25 tháng 10 đến ngày 4 tháng 11 tại tỉnh Khánh Hòa. Vòng chung kết diễn ra từ ngày 5 tháng 11 đến ngày 2 tháng 12 tại tỉnh Khánh Hòa.